Xin chào cả nhà, chào các anh chị em gần xa thân mến. Rất vui mừng cả nhà trở lại kênh của Thuyết Family Cuộc Sống Hợp Pháp. Cả nhà ơi, hôm nay mình làm con gà bằng bánh trung thu nha cả nhà. Mình làm bánh trung thu con gà để mình làm chúc mừng sinh nhật con trai của mình. Bây giờ mời cả nhà cái cùng thấy vào bếp mình làm bánh trung thu con gà. Để thưa thưa là mình nướng canh chừng nha. Cả nhà ơi, mình dùng bằng cái hộp bơ để mình lường đường nha cả nhà. Mình làm cho 250 210 chứ 210 gram đường bánh rán nha cả nhà, cho 300 gram bột. Bây giờ cái đậu xanh này Thúy sẽ đem đi rút nữa ha. Thúy ăn đậu xanh này không à cả nhà, nó ngon. Cả nhà, tí làm cái rửa cái rượu mà cái rượu trái cây á, rượu trái cây của khoát á, nó màu đẹp ưng chơi trái cây luôn rồi, hết màu nạc nâu nữa rồi, hết màu cam nữa rồi, thơm ngọt ngon lắm cả nhà, thơm lắm. Nhưng mà đỡ hơn là mình không rửa nó tanh, tại chỉ không có rượu trắng. À, cả nhà thấy em cái chút với cái này xong rồi ha, chút nữa mình mới nấu ha. Bây giờ thì tí đầu tiên thì mình phải đi nhồi bột. Mình nhồi bột với hai cái lòng đỏ trứng gà dùng cho một muỗng canh bơ nha cả nhà. Đó, giờ mình đập hai lòng đỏ trứng gà ha, lấy hai lòng đỏ trứng gà, cái hai lòng đỏ trứng gà để mình làm cái rồi xong mình phải đem vô tủ lạnh cắt lại ha, để mình dùng cho nó lâu. Ở trong cả nhà cái muỗng bơ của mình để đây rồi ha, bây giờ mình cho vô nửa muỗng canh vừa ăn ha. Đó, xong mình sẽ đánh tan cái bơ của mình ra, tan cái bơ với cái trứng ra, rồi mình sẽ để cái bột vô mình 300 cái bột cho mình lấy ha. À, mình để nước đường đánh rán vô mình đánh 210 g đường của mình để vô rồi mình đánh chung với cái này ha, cho nó tan ra hết, không có đánh cho nó nổi bột khí ha cả nhà, đánh cho nó tan ra thôi, tan cái bơ đậu phộng của mình ra thôi, trứng gà của mình ra thôi, rồi mình sẽ để vào cái bột. Mình để cái nhân vô mình nấu rồi, nấu luôn mà có gì dư mình làm bánh cam mình ăn. Bao nhiêu đậu xanh thì để nhiêu nước hết thì nóng rồi. Rồi cả nhà nó để 3 viên là bột nè cả nhà, bột mì nè, mình để 300 gram vô đây. Giờ mình cho nó từ từ ha, đây từ từ cho nó xuống ha. Đó, cái bơ đậu phộng của mình nó chảy rồi đó. Nó chảy ra. Mình ghiên cho nó từ từ nó xuống, nó từ từ nó xuống để nó xớt bột đó. Nên cả nhà làm mình phải có cái căng. Mình nhồi để mình chia, để mình ủ trong khi thời gian mình nóng nhân, mình ủ rồi mình chân nhân. Mình rút ngắn gọn thời gian của mình lại để mình ủ cái bột nè. Trong khi mình ủ bột là mình đi chân nhân, chút mình sẽ có mình làm. Đó cả nhà thấy không? Nó hơi ướt nè. Bây giờ Thúy sẽ để không mình cuộn nha cả nhà, mình cuộn cái cục bột mình thấy mà nó dính hết theo tay của mình là được ha. Nó đạt rồi đó. Giờ thì mình đi ủ thôi. Nó không còn nhão nữa ha. À, cuộn cục tròn cục bột rồi là nó đạt rồi nè. Lăn cái đầu nó dính tới đó là đạt rồi ha. Bây giờ mình sẽ chùm nó lại mình đi ủ nó. Đi vô cái khu lò sống của mình ủ. Đó, mình chùm cái này lại nè cả nhà. Lấy cái bao xốp mình chùm vậy nè. Có màng thực phẩm thì mình thường chùm bằng màng thực phẩm, còn có màng thực phẩm mình chùm bằng vậy nè. Đó, giờ mình đi sinh nhân là thời gian sinh nhân rồi mình đem qua mình làm là vừa ha. Đó cả nhà ơi, bây giờ mình cái đậu của mình về là nó chín rồi nè cả nhà, mà mình không cần nấu nữa nha. Mình để về mình lấy cái cây mình xay ra, lấy máy sinh tố mình xay qua, hoặc là cái cây xay đồ ăn bé đó mình xay ra. Nào bây giờ Thúy sẽ xay ra ha, Thúy sẽ đem qua Thúy xay rồi mình lên trên nữa là vừa. Mình xay nè. Đó cả nhà, bây giờ mình sẽ bỏ 150 gram đường vô đây mình trên.
trên cái nhân này không, nhưng mà nhiều quá cả nhà, nhân thì ít rồi nên mình làm ít thôi. Em để cỡ khoảng 120g rồi, 120g cho mình cho thêm miếng muối nữa, đậu xanh tí nào có ít triệu à. Đó, mình cho ít muối ha. Rồi bây giờ mình mở nồi lên ha. Rồi mở thường nhiên cho mình trên tiếp. Đó bây giờ mình mở lửa nãy nè, tí lo tí chặt cái cục chặt dừa ở trong trong đá ra để mình làm nhân dừa, làm sầu riêng nhân dừa. Đó bây giờ mình cho trên cà sầu riêng vô đây xong rồi mình sẽ làm cho nó mịn rồi ha. Đó cả nhà thấy cái nhân của mình nó muốn dính lại, cho nó dính lại nó đàn đạt rồi ha. Bây giờ mình sẽ bỏ nó cái độ miếng luôn nè, chứ không thôi để chúng tôi là nó không có ấy ha. Mở lửa nhỏ lại để miếp vô liền, chứ không thôi là chút nữa nó sống miếp rồi. Rồi mình để cho nó bứa ra là đều hai muỗng cà phê nước ha. Đó để hai muỗng cà phê bột nếp là mình sẽ trên nó từ từ, tại vì nó còn ướt là mình làm liền ha, chứ đừng thôi là chút nữa nó sệt lại là có cái bột nếp nó sẽ sống, tại vì mình làm bột nếp sống, cái này là mình phải làm bột nếp chín mới được, cho nên không có làm bột nếp chín thì mình làm bột nếp sống cũng được, nhưng mà mình phải để sớm nó còn ướt ướt. Hết xong rồi cả nhà, mình sẽ lấy ra đây dĩa để cho nó nguội, mình sẽ làm viên. Không làm viên mình làm con gà mà mình đâu cần làm viên. Đó cả nhà, mình để đường vô, để dừa vô cả nhà. Đó để dừa vô, dừa lạnh nha. Dừa lạnh nó có nước ha. Nó có nước tự động lát nó chảy cho nước ra. Rồi mình để đường vô luôn ha. Như đây mình để 50g đường thôi. Đó, 50g đường vô. Để đường vô nó chảy ra luôn, tại nó có nước á, vừa thì nó có nước này. Nó lạnh á. Bỏ nhỏ nhỏ cho chảy nước cả nhà. Mình để 3-4 muỗng canh nước vô nha cả nhà. Nó cũng khô á, nó có nước nhưng mà nó cũng khô á. Mình phải để cho nó thấm nó ngon vừa chín dừa nè. Bây giờ mình sẽ để cái vani vô ha. Mình làm dừa thì mình phải có vani. Đó, mình để vani vô đây. Rồi nhỏ nó uống hết luôn. Hết vani luôn. Sầu riêng cái qua đây dữ lắm luôn, tại sao mình nhân đậu riêng, nhân đậu xanh mình không để sầu riêng, không để qua đây là tại vì nó có sầu riêng, mình phải để cho nó thơm với mùi sầu riêng nha cả nhà. Đó, làm được mấy cái nhân dừa đây, chồng mình thích ăn nhân dừa, làm nhân dừa chồng mình ăn luôn. Đó, đó cả nhà thấy không, được 5 cái nhân dừa, đó 5 cái nhân dừa, giờ mình chùm lại đây ha. Mình làm con gà thì mình phải chùm nhân dừa lại để không nó đi hơi đó, nó sẽ bị vô. Cả nhà cái cái bột của mình nó trong rồi cả nhà, bây giờ mình dở cả nhà coi ha, nè nó nở vậy rồi ha. Bây giờ mình sẽ nhồi nó nha cả nhà, mình sẽ nhồi để mình làm cái con gà ha, mình làm cái con gà trống. Tráng nó ra để mình làm con gà, cái như mình có còn làm đuôi với cái mỏ nó, cái đầu nữa mình kéo lên. Rồi bây giờ mình sẽ để nhân vô ha, mình cho nhân nó nằm vô. Giờ mình bè bè con gà này vô nha, gà bè 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 cái đuôi nó vô đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ để cái nhân vô nha cả nhà. Đó, nhân bự quá không, ngắt bớt nó ra đi.
cho cá nhân nó vô. Mình làm vậy thôi, còn chút nữa mình sẽ làm cái đầu với cái đuôi đó nữa. Hả? Rồi mình đính nó lại. Rồi mình sẽ bóp nó. Bóp nó thành cái đầu với cái đuôi. Bóp cái nhà cho nó nhân như vậy á. Mình cho cái nhân nó vô rồi mình sẽ để trứng vô ha. Để trứng vô mình chấm cái đường nhân này lại. Chấm cái nhân cho nó tròn lại. Rồi cho nó đều lên đó hả. Cho nó đều nhân lên. Hả? Mình chấm như vậy để chút nữa mình đè nó bên kia xuống. Đó bây giờ mình sẽ đẩy nó lên. Mình lấy cái bột của nó ha. Nãy mình có để bột áo mình mới lấy được ha, cả nhà không để bột áo thì sẽ không lấy được ha. Không lấy cái bột lên để mình lăn nó xuống ha. Đó mình lăn nè. Cái bột nó rất là dẻo nha cả nhà. Mình phải lăn nó xuống. Lăn cho cái bột mình nó xuống nè. Đó cho nó chấm vô vậy nè. Đó nó cho nó tròn lại để mình làm con gà mới được. Đó cả nhà ha. Rồi mình lấy cái bột này mình dính cho nó dính với nhau. Dính với cái bột này. Đó, cái bột này dưới đây nó đang dày nè. Đó. Mình cho nó nằm vô nó dính cái này ha. Nè. Đó. Mình làm cho nó liền đi đã rồi mình sẽ bóp nó lại thành con gà như thế nào mình muốn làm gà như thế nào mình sẽ cho nó thành như thế đó. Rồi xong. Đó. Đó mình sẽ bóp nó lại như thế này cho nó liền cái bột của mình. Rồi mình sẽ nắng nó thành thành con gà. Hả đồ nó nhọn nhọn, cái đít nó nhọn nhọn lên ha. Còn tròn nhọn nhọn. Đó nó còn tròn nhọn nhọn mình đây được dẹp chốt. Đó, xong bây giờ mình sẽ bẻ cái đầu nó tiếp. Cái đầu nó ha. Cho cái cổ nó lèo lên. Cho cổ nó nhọn lên. Đó. Cho nó nhỏ lên. Tiếp tục đẩy vậy đi ha. Thành giống cái đuôi vịt rồi. Chút nữa mình làm cái đuôi nữa thành gà trống. Đó, mình kéo cái đầu này lên. Kéo cái này lên. Đó, cả nhà thấy chưa? Giờ thành gà trống rồi. Chút nữa mình làm cái mỏ nó lên ra xong. Đó. Đó cả nhà bây giờ con gà nó mình bạo cái cổ nó lên vậy ha. Xong bây giờ mình bẻ đầu nó xuống ha. Đó. Nhìn cười con gà quá. Đó cả nhà. À. Rồi bây giờ nó nằm vậy đi ha. Gà này mập ú ô luôn cả nhà ơi. Ú mập lắm à. Đung nó lại nha cả nhà. Đung đung cho nó lại để nó dài đó, nó không giống gà. Rồi. Xong, chỗ này nó thiếu bột chút nữa mình nhét vô ha. Nó lòi cái trứng ra nè. Đó. Mình cho nó thêm bột nữa. Cả nhà ơi, làm gà mà thận vịt. Bất cười quá. Làm gà trống mà thận vịt rồi. Giờ mình sẽ chữa thành gà nha cả nhà. Đó, bây giờ mình làm gà bánh chiên tu. Thì bây giờ cái này ha. Gà nó hả cao. Mỡ nó nhọn nữa. Gà trống mà. Gà trống nó có cái lông ở đây nè. Giờ mình đi lấy cái con mắt nó. Rồi mình cho con mắt nó vô đây nha cả nhà. Đó cho con mắt nó vô đó.
bớt cái đuôi nó xong rồi để cho nó ngắn để mình làm cái đuôi, cái đuôi này vậy nè, vậy nè, cho nó đủ cái đuôi con gà trống đó. Rồi chút nữa mình sẽ cho nó làm cái chân đó. Bây giờ tự thợ mình chân có cắt que cắt gì hết trơn, cắt sớm quá nó khô ha. Mình chỉ làm chân làm cánh xong rồi mình mới làm được mấy cái khác ha. Đó đó, bây giờ mình sẽ làm cánh đó nè. Cái cánh đó mình sẽ làm cong cong giống vậy, rồi làm dẹp dẹp lên giống vậy. Đó, cái cánh đó mình đè cho nó mỏng ha cả nhà, thật mỏng luôn, tại vì nó có bột ở trong kia rồi, mình không có làm dày nữa, mình ăn nó ngán đó. Giờ cái cánh nó cũng giống cái mình nữa luôn vậy đó, chút nữa mình sẽ cắt nhé cả nhà. Mình để cái cánh nó cái mình lấy dao mình cắt vậy nè, nó cắt gì nè, cắt vậy ha, cắt vậy cho nó thành cái cánh y chang cái cánh thiệt của nó ha. Đó cả nhà, nó cắt vậy á, cắt vậy luôn nè, cắt vậy luôn nè, cái mình cắt trên đây luôn nè, cắt vậy đó. Không biết chút nữa nó có clip không, con bánh này nó đổi không, không đổi đổi clip nó không có giống như bánh mì. Bây giờ mình sẽ dán nước vô ha, dán nước vô để cho nó dính đó, dán nước cái phía này nè cho nó dính nè. Thôi mình dán nước vô. Gà nó có hai chân, mình cho nó vô đây đó, mình cho nó vô đây như vậy ha, chân này nó nằm vậy ha. Đó cả nhà, hai cái chân rồi, bây giờ mình cắt cái cửa nó nha cả nhà, cắt cái cửa đó. Thường thì cái cửa nó nằm ở bên dưới này, cái cửa nhỏ nó nằm phía đây nè đó, mình cắt cái cửa vậy nè đó, cắt cái cửa vậy ha. Xong mình sẽ cắt móng chân nó, móng chân nó nhỏ nhỏ rồi nè, ba móng chân đó. Nếu mình cho cái liều ha, cắt cho nó đều ha, chứ cắt chưa có đều, cho nó thun móng chân này lên. Rồi chút nữa mình sẽ làm dãy của nó, cho nó vô vậy nè. Đó cái nhà, cắt xong móng chân rồi đó, mình cắt móng chân nó vậy ha. Đó xong rồi, giờ mình chút nữa mình sẽ làm dãy nó đây. Rồi giờ mình cắt tiếp tục cái cửa bên đây ha. Nó cái cửa nó vậy á, chắc nó hơi vừa bự tí đi. Rồi xong tới cái móng chân này, mình chia ra làm ba cho nó đều thôi. Đó. Rồi cái này mình bóp nó lại vậy thôi là nó giống à. Đó. Rồi nó giống rồi, mình sẽ cắt cái dãy nó thôi. Lấy cái muỗng mình dứt cái dãy nó. Đó, bây giờ mình dứt cái dãy nó nè. Đó, mình dứt cái dãy nó. Đó, mình dứt cái dãy nè. Lấy muỗng. Rồi xong. Trong con gà rồi, bây giờ mình sẽ làm cái nhà, mình kéo xuống cái nhà tôi nè. Tại vì mình đẩy lên để chiều, để mình làm chân nó. Giờ mình kéo xong rồi ha, dãy xong rồi, giờ tới mình làm đuôi nó nha cả nhà, là xong. Với cái này mình cắt cái mọng nữa làm cái mọng nữa là xong ha. Cái nhà mình làm cái đuôi nó mình làm vậy nè cả nhà, mình cắt đường dài cái mình làm vậy nè, thì mình nhảy cái đuôi nó ở ngoài sao thì mình làm vậy ha. Đó, mình làm vậy đó, dẹp vậy đó cả nhà, về dẹp vậy đó. Chút nữa mình sẽ trẻ cái ghia nó ra. Đó, bây giờ mình sẽ làm tiếp tục nằm đây, nằm đây. Đó, làm cho nó nằm đây. Để nó ha, để cho nó dột dột đó.
Không có nhà thấy mình làm cái đuôi không? Làm đuôi vậy á. Đó, mình làm đuôi vậy á. Làm cho 4 5 cái đuôi. Tám 7 đường, 8 9 đường gì đi ha. Nhớ đỡ bột trống tôi mới lấy lên được, không coi nó không lấy được nha cả nhà. Nó không có bột trống mà mình không có lấy được cái đuôi nó đâu, mình không lấy được đâu ha. Con gà cũng vậy nên mình phải để bột trống trống rồi đó. Nhưng mà mình nướng thì không sao, nhưng mà còn trống chút mình cũng giờ đi tới đi lui mình cũng làm được. Nó cho nó vô đây. Cái này nó không dính cho nó vô đây. Nước đó nó chùm vô đây. Chùm lên trên đó, trên đó, trên đó nữa. Chùm vô chỗ này. Vàng mà mình sẽ gỡ nó là nó chả nó gãy đâu, gãy nó không đẹp đâu ha. Cho nên mình phải nâng nâng nó lên cho cái bọc áo vô đây. Để nó nhét 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 không bỏ vô này. Nhét bọc áo vô trong này hết, để bao năm chút nữa mình gỡ cái này nó không lên nè. Để này nó không lên nè. Đó. Đó, mình gỡ nó không lên nè. Rồi xong mình sẽ làm cái nữa. Mình làm hoài tiếp tục, mình làm cho nó đủ cái đuôi của nó. Cái này nó muốn ngẩng lên cả nhà. Mình sẽ cho bọc áo đẩy nó vô nè. Để bọc áo vô để chút mình nó dính á. Dính nó sẽ không có lên. Mình nó gãy cái đuôi chứ. Đó xong. Rồi bây giờ mình sẽ sửa cái bè của nó, rồi cái ngón cái mồng của nó cho nó thành con vịt trống nha. Đầu tiên mầm vậy thôi cả nhà. Mình sẽ lấy cái cục này bị bẩy chút đi. Nó mỏng quá nó sẽ không đẹp. Nó sẽ dính hết trơn à. Đó cả nhà thấy không, cắn cái mặn luôn đơn giản. Đó cắn vậy đó cả nhà, chơi luôn vậy đó. Chơi đâu, vậy nè, chơi gì luôn. Mời chăm con gà. Rồi mình gắn mồng gắn đầu xong hết rồi ha cả nhà, bây giờ mình sẽ cắt cái ánh nữa ha. Cắt cái này của nó nè, đó cắt gì nè, cắt vậy đó, cắt lông cổ của nó, cắt gì vừa thôi ha, cắt tí tí thôi, cắt ngấy quá cái nó mình phải thay dầu chứ không thôi nó không nó dính ha, cái dầu của mình nó mất tiêu à. Đó mình sẽ cắt nó vậy nè. Thay dầu nó không có dính ha. Không thay dầu nó sẽ dính. Đó mình sẽ cắt nó vậy. Rồi xong cả nhà ha. Xong đơn giản con gà xong rồi. Không có mọng của nó hả. Bớt bớt cái mọng ra. Chuẩn bị 5 phút rồi mình đi xịt nước. Đó cả nhà, giờ mình chụp hình nghe cả nhà. Nghiêm túc chụp hình. Đó cả nhà, bánh của mình nướng được 7 phút nha cả nhà. Lò yếu thì nướng 7 phút mà lò nóng nhiều á thì nướng được 5 phút thôi.
Giờ Thúy sẽ xịt nước nha cả nhà. Mình đem ra mình để nguội 5 phút mình sẽ xịt nước. Nào mình xịt nước vô cái mặt bánh của mình ha. Mình xịt nước cái mặt bánh của mình cho nó mềm ha. Đó, mình xịt nước mình để nguội chút, 5 phút sau mình đem vô mình nướng tiếp ha. Mình sẽ quét trứng gà mình đem vô mình nướng tiếp, cái mầm của nó bị rớt à, lấy đầu chim được. Ở nhà mình làm cái trứng gà thì mình cho một chút sữa tươi vô nha cả nhà, rồi mình để chút đường bánh rán của cái bánh trung thu rồi nè vô để mình làm cái, mình quẹt cái trứng gà, mình quẹt lên cái bánh cho nó đẹp ha. Bây giờ thì đáng lẽ phải quét trứng gà nhưng mà mình không có quét đâu nha cả nhà, còn mình chèo quét là nó sẽ dẹp cái lông của con gà, nên mình phải tiếp tục đi nướng nữa ha cả nhà ha. Đó cả nhà, bây giờ nó 5 phút nữa nha cả nhà. Mình mà nó nóng rồi nè cả nhà ha. Lần này nó nóng rồi ha. Mình sẽ quét trứng gà nha. Đó mình xịt nước nữa nè. Xịt cái đu nó nhiều ha. Đó xịt nước trong mình để ngủ 5 phút rồi mình mới quét trứng gà lên cho mình nướng tiếp. Đó, vậy đó. Cả nhà thấy nó bốc ha. Bánh trung thu thì nướng rất là khó ha. Rồi xong. Chờ nó 5 phút rồi nguội mình mới quét trứng gà vô. Mấy cái vuông đó là cái dừa đó cả nhà, bánh dừa. Đó cả nhà, đủ 5 phút rồi mình cho nó nghỉ 5 phút là mình thấy nó nguội là mình sẽ đi đưa bỏ lên nướng đó nha cả nhà. Đó mình quét trứng gà cái bánh đầu tiên của mình. Đó. Quét trứng gà bằng sữa với lại trứng gà ha. Nó nhiều quá mình phải bớt qua đây. Đó bây giờ cái giò cái chân nó trước nè, chân nó co nè. Mình nướng cái mình quét cái chân nó trước. Mình banh nó ra ha, để mình quét nó nhẹ nhẹ thôi, chứ không thôi nó chạy bể. Rồi. Mình cũng bấm tắt thôi nha cả nhà. Đó cả nhà, mình cũng làm bằng chữ này nhiều lần rồi cả nhà. À, mình làm như thế này ha. Mình cắt dẹp dẹp thoang tròn xong mình cắt dẹp dẹp như thế này thì mình sẽ cắt chữ nó ha cả nhà. Chữ rất là dễ cắt luôn ha. Tại vì Thí làm con gà rất là nhiều rồi, giờ Thí không có ấy nữa ha. Đầu tiên mình cắt chữ A với chữ H ha. Đó cả nhà, cắt cho một đống chữ mà còn thiếu nữa, thiếu tên con mình nữa nha cả nhà. Đó cả nhà thấy gà trống của mình chưa? Trời ơi, cả nhà ơi, con gà trống nó bự như thế này thì mình làm sao mình để chữ đây không biết nó đều đây nữa. Cả nhà thấy không? Bây giờ chị đem cái này cho cả nhà coi nè. Mấy cái trung thu mình đã dư của mình rồi hả? Trung thu dưa dừa này hả cả nhà? Hiện tại thì mình mới làm thì nó khô vậy nha. Cả nhà để ngày mai cả nhà cắt nó sẽ dẻo, nó sẽ mềm ngon nha. Tại mình bánh trung thu lúc nào cũng vậy, mới đem ra là nó còn giòn. Nó giòn nên mình cắt đó. Nó vậy đó, nó khô xung quanh vậy nè. Ngày mai nó sẽ dẻo cái bột lại thì mình ăn nó rất là ngon. Nhưng dừa đó cả nhà thơm quá. Quá trời thơm luôn. Bây giờ mình sẽ sắp cái chữ của mình vô đây nha cả nhà. Cái chữ chúc mừng sinh nhật con trai vô đây nha. Bây giờ không biết làm sao chia đây nha. Mình để ra chữ 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 bào trước đi. Chữ đây. Biết cả nhà có thấy không nữa. Rồi chữ để đâu không rồi ta. Rồi chữ 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 H ha, chữ H. H xong. Tới chữ A ha. Chữ H rồi tới chữ A. Chữ A ha, cái chữ bào ha. Cái chữ trong bào tiếp theo nữa ha. Chữ bài tiếp theo nữa tới chữ Y ha. Chữ Y ha, mình rắp cho nó đều hơn cả nhà ha. Đó. Bây giờ cần rất là nhiều phút nha cả nhà, mình sẽ rắp cho nó nhanh nhanh lên ha, nó nhiều phút lắm á, tại vì cái làm con gà là đã nhiều rồi, rồi mình làm cái này nữa. Hấp bi tới chữ bờ ha. Chữ bờ này và chữ này nó không đều nè.
Bây giờ mình chia qua đây, chia qua cái này, chỗ này đây đó, chữ hấp nó nằm đây ha, chữ bi mình cho nó qua đây để chị nó chừa cái đậu nó đó, hấp chữ bi đây hả, dài quá 13 chơi đây, cây đây dài nè, vậy đó tháng 10 cho nó lên đây luôn đó, anh vậy nè cả nhà nè, 2005 nữa cho cái xích vô đây, tới 2005 mình để đây ha, không hồi chiếc hoàng kia kết thúc video với cả nhà ha. Đó cả nhà, con gà của mình xong rồi cả nhà. Cả nhà thấy con gà dễ thương đẹp trai ha. Gà rất ngon luôn cả nhà. Mình mong trứng muối ra trồng này á. Cả nhà ơi, trứng muối không phải làm hư đâu nha cả nhà. Trứng muối nó trí tắm bằng trái cây á, bằng đủ trái cây cho nên nó cái màu đổi khác, màu cam biến thành màu vậy á. Nhưng mà thơm ngon lắm luôn cả nhà ơi. Ở nhà thì không có rượu trắng nên mình tắm rượu đó cho nó không có tanh nhưng mà nó thơm, nhưng cái màu nó không đẹp thôi. Cả nhà ơi, thí xin tạm biệt cả nhà nha, mình cũng chia sẻ cùng cả nhà để mình làm bánh mì hoặc là mình làm xôi ha, mình làm cơm, mình làm bánh trung thu hình con này con kia để mình chúc mừng sinh nhật con của mình xong rồi ha cả nhà ha. Thí cũng xin tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo, chúc cả nhà luôn luôn khỏe mạnh bình an nha cả nhà, bye bye cả nhà, nhớ giữ gìn sức khỏe nha cả nhà, cảm ơn cả nhà đã xem video và theo dõi kênh Châu Thí.